cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự án xây dựng đường Tân Phúc - Võng Phan, giao DT378 tại Hưng Yên được khởi công ngày 7 tháng 7 năm 2024. Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên. Theo thiết kế, tuyến chính gồm hai đường song hành, quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tuyến nhánh kết nối đường dẫn cầu La Tiến và nhánh thuộc nút đầu tuyến kết nối với quốc lộ 38, quy mô đường cấp 2 đồng bằng. Tuyến đường đi qua địa bàn của 14 xã thuộc 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ. Công trình được xem là trục xương sống thứ 3 của tỉnh Hưng Yên sau tuyến quốc lộ 39 và đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Dự án có chiều dài khoảng 30 km, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp, đất công, đang tổ chức triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất nghĩa trang. Hiện nay tranh thủ thời tiết nắng ráo, liên danh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Vinadenta, Công ty Cổ phần Lizen, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mekong, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hàng không 647 đang huy động 15 mũi thi công trên toàn tuyến, thiết bị xe máy đáp ứng được tiến độ. Theo đại diện đơn vị tư vấn giám sát, khó khăn vướng mắc hiện nay ở dự án chủ yếu là công tác rà soát nguồn gốc một số thửa đất, bản đồ quản lý đất đai không đồng bộ, thiếu chính xác so với thực tiễn, một số công trình kiến trúc không có trong đơn giá bồi thường. Để đảm bảo tiến độ dự án, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện các khối lượng còn lại của các công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án tập trung huy động máy móc, thiết bị hiện đại nhất, lựa chọn đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm nhất để thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ thi công hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng trước ngày 30 tháng 9 năm 2025. Trước tình trạng nhiều cầu qua sông Hồng tại Hà Nội đang xuống cấp và quá tải, đặc biệt là cầu Long Biên và Trương Dương, thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hai dự án mới, bao gồm cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông phải khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị trong quý 4 năm 2024. Hiện tại, Hà Nội có 7 cây cầu vượt sông Hồng, bao gồm Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Trương Dương, Vĩnh Tuy giai đoạn 1, Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và Thanh Trì. Trong đó, cầu Long Biên và Trương Dương được xác định là cầu yếu. Trong đợt mưa lũ gần đây, do ảnh hưởng của bão số 3, cầu Long Biên đã phải cấm toàn bộ người và phương tiện qua lại trong nhiều ngày, còn cầu Trương Dương phải cấm xe tải từ 0,5 tấn trở lên cũng như xe ô tô chở khách. Theo ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cầu Trương Dương đã khai thác gần 40 năm, khiến bản mặt cầu xuất hiện nhiều hư hỏng như ổ gà và bong chóc lớp bê tông. Các phần kết cấu bê tông ở một số vị trí đã bị hư hỏng nặng, lộ ra phần cốt thép và có dấu hiệu han rỉ tại nhiều nơi. Trong tổng số hơn 500 cây cầu do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quản lý, có đến 40 cây cầu bị ngập và không đảm bảo an toàn sau bão. Sau khi nước rút, Sở sẽ tiến hành rà soát và đánh giá mức độ an toàn của các cây cầu này trước khi thông báo liệu chúng có thể tiếp tục khai thác hay không. Về các cầu mới qua sông Hồng, theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội sẽ có thêm 2 cây cầu là cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Dự án cầu Tứ Liên được đánh giá là một trong những dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng. Cầu Tứ Liên sẽ có kiến trúc dây văng kết hợp văng xoắn tạo ra các nhịp lớn và có hệ thống khung kết cấu thép nhẹ. Sau khi hoàn thành, cầu này không chỉ trở thành biểu tượng mới của Hà Nội mà còn kết nối với các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ với các khu vực phía bắc sông Hồng như Long Biên, Gia Lâm và Đông Anh. Để đảm bảo dự án có thể khởi công và hoàn thành đúng tiến độ, Hà Nội đang cân nhắc huy động vốn từ hình thức đối tác công tư PPP. Bên cạnh việc xây dựng cầu, dự án còn bao gồm khoảng 5 km đường dẫn kết nối với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, khiến tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 19.000 tỷ đồng, một con số khá lớn. Trong những tháng cuối năm, ngành giao thông TP.HCM đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ và đưa nhiều công trình giao thông lớn nhỏ về đích, góp phần cải thiện, nâng cấp mạng lưới giao thông. Điểm chung của loạt dự án này là tuy không có tổng mức đầu tư lớn nhưng lại có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, thời gian qua chủ đầu tư và nhà thầu đã nỗ lực thi công xuyên lễ, xuyên Tết, thi công 3K4 kíp nhằm đưa các công trình sớm đi vào phục vụ nhân dân. Có tổng cộng 15 công trình dự án sẽ hoàn thành đi vào phục vụ người dân, tiêu biểu như thông xe nhánh hầm còn lại của đường hầm Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và hoàn tất công trình thông xe toàn tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa, thông xe toàn tuyến đường Dương Quảng Hàm, Tân Kỳ, Tân Quý, các cây cầu Tân Kỳ, Tân Quý, Phước Long, Rạch Đĩa, Nam Lý,
một đơn nguyên cầu Tăng Long, cầu Ông Bồn và một số công trình khác, quyết tâm hoàn thành sớm nhất để đi vào phục vụ người dân thành phố. Cùng với các dự án trên, vào cuối năm 2024, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên dự kiến cũng sẽ chính thức khai thác thương mại sau thời gian dài chờ đợi. Khi đó chắc chắn bộ mặt giao thông của thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay đổi theo hướng tích cực và người dân sẽ sớm được hưởng lợi. Các dự án giao thông huyết mạch được đánh giá có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tỉnh Nam Định, tăng tính kết nối các vùng kinh tế trong tỉnh và với địa phương trong khu vực, đồng thời rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào công nghiệp và phát triển thương mại dịch vụ của tỉnh. Ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết, thời gian qua, tỉnh Nam Định đã huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông được kết nối thông suốt giữa các vùng của tỉnh với khu vực và quốc gia. Với chủ trương giao thông phải đi trước một bước, tỉnh Nam Định đã ưu tiên và huy động nhiều nguồn lực cho việc quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. Các dự án giao thông khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ tăng khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương ven biển của tỉnh Nam Định. Thực tế, việc hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, các công trình trọng điểm được tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, nhờ hệ thống giao thông phát triển đồng bộ, đảm bảo kết nối thuận lợi nên công tác thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng diện tích đất các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có gần 1.500 ha, trong đó có 4 khu công nghiệp đang hoạt động là Bảo Minh, Hòa Xá, Dệt May Rạng Đông, Mỹ Trung với tổng diện tích khoảng 1.100 ha, thu hút được trên 220 dự án trong nước và nước ngoài, giải quyết việc làm cho trên 45.000 lao động. Chỉ tính từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2024, tỉnh Nam Định đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 24 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 181,3 triệu đô la Mỹ. Trong đó cấp mới cho 17 dự án FDI với nguồn vốn đăng ký là 151,9 triệu đô la Mỹ. Được biết để tiếp tục tạo đà cho phát triển kinh tế, thời gian tới tỉnh Nam Định sẽ hoàn chỉnh mạng lưới cao tốc kết nối với các khu vực kinh tế trọng điểm quốc gia như Hà Nội, Hải Phòng là một trong những nhà ga chính trong hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam. Ông Nguyễn Văn Kiểm, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh chia sẻ, điểm cộng hấp dẫn của môi trường đầu tư ở tỉnh Nam Định phải kể đến các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng. Việc đẩy mạnh đầu tư các tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối trong tỉnh cũng như với thủ đô Hà Nội, cảng Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối giao thương. Tất cả những sự thay đổi chuyển mình của tỉnh Nam Định trong thời gian qua đã tạo ra môi trường đầu tư vô cùng thuận lợi cho các nhà đầu tư đã, đang và sẽ đầu tư tại tỉnh Nam Định.